Đọc truyện Thứ nữ hữu độc Tác giả Tần giảng Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện Các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký theo dõi kênh để được cập nhật những video đọc truyện mới nhất nhé Chúc các bạn một ngày tốt lành Chương 111 Nhưng vào lúc này, trên bầu trời phiêu phiêu hạt giấy phi rơi xuống đất Thái giám vội vàng đi lên nhặt, nói, bệ hạ, người xem doãn thiên chiếu trên đài lớn tiếng nói người này tuy xinh đẹp trí tuệ nhưng trời sinh có tướng sát quân người này còn sống chỉ sợ gây bất lợi đối với hoàng triều giờ phút này mây đen trên trời càng dày đặc xoay tròn tốc độ nhanh hơn điện xà quấn quanh tự hồ như muốn thoát ly mà ra thật lâu sau năng lượng tích tụ như đến giới hạn một đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống quét qua nửa bầu trời Chính giữa đỉnh đầu Doãn Thiên Chiếu vốn mặt mày đang hớn hở đột nhiên hét thảm một tiếng, thân thể giống như lợn quay từ trên đài lăn xuống phách một tiếng ngã trên đất máu me bay tung tóe, xương cốt đều vỡ nát, đứng dưới đài một cung nữ kinh sợ thét lên chói tai, một tiếng kêu bén nhọn hấp dẫn lực chú ý của mọi người, thậm chí hoàng đế còn không kịp nhìn trên hạt giấy viết gì, vị tiên nhân đắc đạo đã bị xét đánh chết tại đương trường, đứng dưới mái hiên rộng lớn của ung đức điện mọi người đồng dạng đều trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi còn hô mưa gọi gió, đạo nhân Doãn Thiên Chiếu giống như phá vỡ thiên không, lại đột nhiên rớt xuống một đạo lôi điện. Quan viên đứng ngay ra như phỏng, hoàng đế lớn tiếng kêu lên, mau. Mau đi xem một chút đạo trưởng sao rồi. Lập tức có thái giám không để ý mưa to vội vàng chạy đi, nhưng mà khi hắn trở về, bộ dạng như khỉ lục gia, bệ hạ, đạo trưởng thân thể bị tia chớp đốt đen thui không thể nhận ra diện mạo hoàng đế siết chặt mảnh giấy trong tay vô cùng khiếp sợ cơ hồ đến nói cũng không nói ra được thấy một màn thác bạc chân cùng võ hiền phi ánh mắt vô cùng rung động thác bạc chân quả thực không thể tin vào hai mắt của mình vì muốn tưởng ra tận mắt thấy lý vị ương bị hại hắn cùng võ hiền phi tự mình an bài muốn cảnh tượng diễn ra thật chân thật Doãn Thiên Chiếu đã cẩn thận đo lường tính toán thiên thời. Căn cứ vào một ít tri thức thiên văn hắn hiểu, tính ra được đêm nay sẽ có cùng phong gào thét, mưa to tầm tả, dị tượng như vậy rất thích hợp dùng để tuyên bố châm ngôn. Bởi vì hoàng đế hết lòng tin theo đạo giáo cho nên trong cung lớn nhỏ tất cả công việc đều phải được đo lường tính toán tỉ mỉ. Doãn Thiên tính ra hôm nay thích hợp nhất, yến hội tự nhiên đến ngày tổ chức, nhưng thác bạc chân vạn lần không thể tưởng tượng được, cái cột thu lôi trên đài cao sao có thể đưa tới thiên lôi. Thật sự là quá tệ, Doãn Thiên Chiếu là do hắn tìm kiếm tỉ mỉ mới đưa vào cung, có công dụng rất lớn khi bên hoàng thượng, thế nhưng lại dễ dàng chết tại nơi này. Lúc này trong đám người có một đạo nhân ảnh vọt ra, cười to nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Hoàng đế thấy người đến là Chu Thiên Thọ, giận tím mặt nói, sư phó của ngươi tao ngộ bất hạnh. Có gì chúc mừng? bị sét đánh chết, hoàng đế thật sự không nghĩ ra Doãn Thiên Chiếu vì sao lại chọc giận thiên địa. Chu Thiên Thọ sắc mặt vui mừng nói, bệ hạ, đạo môn thần có vô số tu giả đại bộ phận sẽ chết trên con đường tu luyện, chỉ có rất ít người có thể tu đến độ kiếp kỳ, sư phó tu hành đến bước này, chỉ thiếu một đạo thiên kiếp là có thể phi thăng, hôm nay có thiên kiếp chỉ có thể ngộ không thể cầu, rất nhiều người không đợi được thiên kiếp cứ như vậy mà chết, sư phó thần cũng là cao nhân đắc đạo người vừa rồi bất ngờ đụng phải thiên kiếp nếu bình yên vượt qua liền trực tiếp thành một vị kim tiên khi tu luyện đến một mức nào đó người tu đạo sẽ phải chịu xét đánh gọi là trời phạt vì tội muốn thoát khỏi sinh tử phá vỡ phép tắt trời đất nếu đỡ được sẽ thành tiên không đỡ được thì chết nhưng là trở thành kim tiên tự nhiên có thể phi thăng lại làm sao có thể bị cháy đen đây hoàng hậu thật sự nhịn không được nói chu thiên thọ thở dài một hơi nói nương nương có điều không biết thân hình cháy đen thuyết minh sư phụ đã không thể vượt qua, tương lai chỉ có thể làm tán tiên. Tu luyện chính linh hồn vì đã mất thể xác, nghe Doãn Thiên Chiếu không thể thành công độ kiếp, không thể không vứt bỏ thân thể biến thành tán tiên, hoàng đế lắp bắp kinh hải, không khỏi hỏi, Doãn đạo trưởng là đắc đạo cao nhân, hắn vì sao không đỡ được thiên kiếp? Chu Thiên Thọ sắc mặt vui mừng hơi chút thu liễm, lộ ra một tia thần bí, bệ hạ, thiên kiếp chính là vạn người mới có một, chỉ ngộ không thể cầu. Sư phụ dựa vào một thân tu hành, tự nhiên có thể bình yên vượt qua, đáng tiếc vừa rồi người đã tiết lộ thiên cơ. Tiết lộ thiên cơ. Nói như vậy doãn đạo trưởng không thể thành công độ kiếp là vì nói ra ý trời bị ông trời trừng phạt. Mọi người không tự chủ được đều nghĩ đến như vậy, không thể trách bọn họ mê tín. Ngày thường doãn thiên chiếu muốn hô mưa là có mưa to, muốn cầu tuyết là có bão tuyết, so với khâm thiên giám còn linh hơn nhiều, huống chi doãn thiên chiếu vừa rồi trên đài vung một lát đó là lôi minh thiểm điện cùng phong gào thét thật sự là thiên tượng khác thường hơn nữa trước mắt nhiều người chu thiên thọ nói có mũi có mắt thật sự không thể không tin lý vị ương hơi nở nụ cười cửu công chúa vẫn che mắt nói thi thể được nâng đi chưa lý vị ương thản nhiên nói công chúa kia không phải là thi thể đó là tiên xác của doãn đạo trưởng đó nói xong nàng nhìn thoáng qua Lý Mẫn Đức đứng ở trong đám người, hắn vừa vặn cũng hướng nàng nhìn lại, trong mắt hàm chứa ý cười. Lý Vị Ương rốt cục minh bạch. Lý Mẫn Đức nói bỏ thêm mắm thêm muối, là như vậy. Hắn chắc đã động thủ chân tay trên lôi đài, không, có lẽ ở trên người lão đạo sĩ cũng không chừng. Lý Vị Ương thật sự muốn biết, hắn đến cùng làm như thế nào. Nhìn lão đạo sĩ bị sét đánh ầm vang, ngã xuống đất mắt trợn trắng, cuối cùng ngoài khép trong sống, thật sự là kinh tâm động phách. Doãn Thiên Chiếu am hiểu xem bói, thiên tượng, không biết hắn có tính đến tối nay là ngày chết của hắn không? Nguyên tưởng hắn tính ra thiên mệnh mà đầu nhập vào thác bạc chân. Khẩn trương làm hại Lý Vị Ương, nhưng hiện tại xem ra hắn chỉ là một gã đạo sĩ giả danh lừa bịp mà thôi. Chu Thiên Thọ lại hành lễ nói, bệ hạ, sư phụ đánh cực tính mạng cũng muốn tiết lộ thiên cơ, thỉnh bệ hạ hãy nhìn xem trong giấy viết gì nhất định phải trừ bỏ tai họa này. Hoàng đế nghe vậy, cẩn thận lật giấy nghiêm chỉnh nhìn xuống dòng chữ, một lát sau, giống như hắn cũng bị sét đánh trúng vậy, sắc mặt biến dị rất khó coi. Hoàng hậu giật mình nhìn hắn, cũng xem trong tay hắn viết gì, kết quả xem xong sắc mặt cũng cực kỳ cổ quái. Trên giấy là một người, một nữ nhân, một nữ nhân rất xinh đẹp, hơn nữa nữ nhân xinh đẹp này hoàng đế rất quen thuộc cô gái này có đầy đủ 20 năm thời gian ngủ bên cạnh hoàng đế. Hoàng đế giận tím mặt, tác cho võ hiền phi đang đứng ở một bên đắc ý giàu dạt chờ Lý Vị Ương gặp tai họa một bạc tai. Võ hiền phi không hề phòng bị, bỗng chốc bị đánh toàn bộ thân hình bị mất thăng bằng, lăn xuống bậc thềm ngã nhào xuống đất rơi đầy người nước bùng. Trên giấy trừ một chương rất giống của võ hiền phi. Còn có một dòng, võ thị giả, loạn thiên hạ. Tờ giấy bị miết nhăn, ngón tay hoàng đế chỉ về phía võ hiền phi trên mặt phẫn nộ vô hạn ngươi tiện nhân này quả nhiên là người quả nhiên là ngươi doãn thiên chiếu tính ra có người khắc hoàng đế thường xuyên làm hại sinh mệnh hắn có thể khắc thiên mệnh đại lịch đảo điên giang sơn của hoàng đế cửu công chúa sợ hãi bắt được tay của lý vị ương thật đáng sợ hiền phi nương nương làm sao có thể là yêu tin trong nháy mắt Lý Vị Ương thấy được ánh mắt không thể tin của tưởng nam. Nàng nhìn thấy thác bạc chân chạy vội ra ngoài, theo bậc thềm nâng võ hiền phi dậy, lớn tiếng nói, phụ hoàng, ngài như thế nào? Trước mắt người nhà của Vĩnh Bình Hầu, trên mặt hắn vô cùng thân thiết, trên thực tế hắn thực sự quan tâm, chỉ sợ rằng nếu võ hiền phi xảy ra chuyện gì mộng hoàng đế của hắn sẽ kết thúc. Nhưng lúc này hắn không ngờ sự tức giận của hoàng đế đã không gì có thể ngăn cản, hơn nữa lửa giận này còn do chính bọn họ tạo nên. Hoàng đế nổi giận lôi đình, mẫu phi ngươi, cư nhiên chính là yêu tinh. Trẫm nhiều năm sủng ái nàng đến cỡ nào. Thế nhưng nàng lại muốn thiên hạ của trẫm gặp tai họa. Lúc này hắn liên tưởng phía nam nổi nên lũ lụt, phía tây thảm họa chiến tranh, phương bắc khô hạn. Chung quy loại chuyện này hàng năm đều phát sinh, quả thật võ hiền phi là trời sinh tai họa, nàng mang đến nhiều mối đe dọa như vậy, lão thiên gia sớm đã có điềm báo hắn thế nhưng không có phát hiện mưa to tầm tã rơi xuống nện trên người võ hiền phi cùng thác bạc chân thác bạc chân còn hoàn hảo nhưng võ hiền phi trang dung đã mất song phấn biến thành nước theo gương mặt trôi xuống song hoa trùng trùng thành một đoàn nguyên trang dung tinh xảo biến thành bộ mặt thật buồn cười nàng lên tiếng khóc lớn bệ hạ bệ hạ thần thiếp không có thần thiếp bị oan uổng tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy rõ ràng trên giấy hẳn là lý vị ương làm sao có thể là bản thân mình đây lý trường nhạc không tự chủ được siết chặt khăn tay thật sự là đáng chết đây là kế hoạch sao thật ngu xuẩn hỏng hết rồi tương lai bản thân phải gả cho thác bạc chân mẫu phi hắn như vậy hắn còn có chỗ tốt sao thác bạc chân hiện tại thật sự tức giận đến đầu muốn nổ tung hắn đã minh bạch bản thân muốn hãm hại lý vị ương giờ đã chuyển thành tảng đá đạp chính bản thân mình biết rõ không thể cứu được võ hiền phi nhưng vẫn phải cứu trợ nàng bởi vì trên danh nghĩa nàng là dưỡng mẫu của hắn nếu hiện tại nàng phải chết bản thân lại không quan tâm bo bo giữ mình như vậy người trong thiên hạ sẽ thất vọng đau khổ vì hắn càng không cần nói đến triều thần cho nên biết rõ cầu tình sẽ chỉ đưa đến sự tức giận lôi đình hắn vẫn phải cầu đến cùng phụ hoàng mẫu phi vô tội. Nàng tĩnh tâm hầu hạ ngài nhiều năm như vậy, không có công lao cũng là khổ lao. Ngài vẫn biết mà. Thác bạc chân tê thanh hô. Liên phi bên cạnh hoàng đế đồng tình nói, bệ hạ, hiền phi tỷ tỷ thấy thế nào đều không giống như yêu tinh. Võ hiền phi gắt gao cắn môi dưới cơ hồ đều chảy máu, trung trung ít hầu nói, bệ hạ. Bệ hạ. Ngài phải tin tưởng thần thiếp. Lúc này, người của phủ vĩnh ninh hầu đều quỳ xuống đất bệ hạ bệ hạ nương nương oan uổng cùng võ hiền phi giao tình thâm giao hoàng hậu nghĩ đến thái tử còn cần thác bạc chân giúp đỡ con người u trầm tránh qua một tia nghi kỵ từ từ nói bệ hạ việc này vẫn là châm chức một chút chớ để oan uổng hiền phi muội muội mới được thái tử cũng vội vàng đứng ra nói phụ hoàng hiền phi ngay cả có cái gì không tốt người nể mặt tam đệ tha nàng đi người của vĩnh ninh hầu phủ tràn ngập chờ mong nhìn hoàng đế hoàng đế nhìn chúng nhân bao gồm thái tử thác bạc chân võ hiền phi lại đảo qua mặt hoàng hậu trong khoảng thời gian ngắn hắn do dự liên phi nhẹ nhàng thở dài một hơi nói bệ hạ chuyện biến thành như vậy không bằng việc lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa không nhìn thấy doãn đạo trưởng thật sự là đáng thương nghĩ đến doãn thiên chiếu trong mắt hoàng đế nhất thời bộc phát một trận hoang mang đáng sợ lý vị ương nhịn không được cúi đầu che lại ý cười trong mắt liên phi à diễn trò thật khiến nhiều người phấn khích phải nói là đang nhắc nhở mọi người một chút mẫn đức có thể tìm ra một nữ tử như vậy chắc là hao hết tâm tư hoàng đế ánh mắt càng ngày càng lạnh ánh mắt nhìn võ hiền phi đã không còn sủng ái ôn nhu như ngày xưa nữa hiện tại trong mắt hắn võ hiền phi không còn là một nữ nhân nhiều năm được sủng ái mà là một nữ nhân mưu hại giang sơn của hắn Hắn vất vất tay nói đem võ hiền phi lôi đi xuống lập tức xử tử hoàng đế lúc này cực kỳ vô tình lãnh khốc quả thực cùng với ngày thường tưởng như hai người ngay cả hoàng hậu cũng thầm kinh hãi chư vị phi tử một bên nguyên bản muốn cầu tình cũng không dám mở miệng hoặc vui sướng khi thấy người gặp họa cũng cảm thấy đế vương trở mặt thật vô tình duy chỉ có lý vị ương lại thở dài một tiếng hoàng đế mê tín đạo giáo thường xuyên uống đan dược khiến tính tình hắn táo bạo dễ giận, nghi hoặc rất nhiều. Dưới tình huống như vậy hắn thà rằng giết nhầm một ngàn, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho nên nay cả võ hiền phi có vĩnh ninh hầu phủ làm chỗ dựa vững chắc, ngay cả vô số người vì nàng cầu tình, hoàng đế dưới cơn thịnh nộ cũng tuyệt không tha thứ cho nàng. Không một người có thể gây họa gian sơn của hắn, không một người. Võ Hiền Phi bị dọa đến hoa dung thất sắc, ngày xưa cao quý đoan trang là vậy, tất cả như không còn thấy, nàng liều mạng dập đầu nói, bệ hạ, một ngày vợ chồng trăm ngày ân ái, ngài không niệm tình thần thiếp hầu hạ ngài nhiều năm như vậy cũng phải niệm tình tam hoàng tử. Bệ hạ, không thể tin tưởng lời lão đạo sĩ đó. Hoàng đế âm thanh lạnh lùng nói, lôi đi. Võ hiền phi liều mạng hô to, thần thiếp quan ủng. Thần thiếp quan uổng quá. Bệ hạ. Thần thiếp còn có chuyện muốn nói. Chỉ cần nói ra lời của Doãn Thiên Chiếu là giả, chỉ cần vạch trần thân phận của hắn, nói rõ bọn họ từng thông đồng với nhau, nàng sẽ có một đường sinh cơ, so sánh với vu hãm huyện chủ cùng với họa Giang Sơn, căn bản không tính là gì. Võ Hiền Phi lập tức muốn đứng lên. Thác bạc chân khẩn trương nhìn chầm chầm Võ Hiền Phi, hắn đột nhiên ý thức không thể để nàng tiếp tục nói tiếp, hoàng đế sẽ biết bọn họ sai khiến Doãn Thiên Chiếu hãm hại Lý Vị Ương để lấy lòng tưởng gia, càng sẽ biết mục đích của hắn là ngôi vị hoàng đế bởi vì mặc kệ là võ hiền phi hay là tam hoàng tử căn bản không có lý do gì để hãm hại lý vị ương mà hoàng đế chỉ cần kiểm tra một chút rồi sẽ biết bọn họ đã an bài doãn thiên chiếu tiến cung cùng với việc mượn sức tưởng gia đến lúc đó không cần nói hoàng đế ngay cả thái tử cùng hoàng hậu cũng sẽ triệt để trở mặt với hắn hắn mất mẫu phi vẫn còn vĩnh ninh hầu phủ bởi vì hắn vẫn là con nuôi của võ hiền phi nhưng hắn tuyệt đối không muốn Võ Hiền Phi nói cái gì không nên nói. Nếu không sẽ hắn sẽ mất tất cả. Hắn bay nhanh tới đỡ lấy Võ Hiền Phi, tự hồ muốn đỡ nàng lên nhưng đột nhiên Võ Hiền Phi thân thể co rút, quay mạnh đầu lại nhìn thác bạc chân, đôi mắt trừng lớn, cắt cao nhìn chầm chầm hắn, cơ hồ như muốn xuất huyết, nhưng lại không phát ra được thanh âm gì. Không ai phát hiện có điều bất thường, Tất cả mọi người cho rằng Võ Hiền Phi là kinh sợ quá độ bỗng chốc không biết nói gì cho phải. Lý Vị Ương đột nhiên tiến tới vài bước, theo góc độ người ngoài sẽ cho rằng thác bạc chân đỡ Võ Hiền Phi. Nhưng nàng lại không nghĩ như vậy, vừa rồi trong đầu nàng xuất hiện một ý niệm, thác bạc chân trong nhẫn có mang theo cơ quan, hơn nữa còn có thể giết người. Lúc này hoàng đế đã hạ mệnh lệnh, hơi đâu còn để ý đến sự bất thường của Võ Hiền Phi rời đi, Thác Bạc chân liều mạng lôi kéo, lại bị hoàng đế an bài thị vệ mạnh mẽ bức lui, mẫu phi. Thác Bạc chân lớn tiếng hô phản phất thương tâm đến cực điểm, Võ Hiền phi thở hỗn hển mười ngón tay dùng sức cào lên mặt đất, tưởng muốn bắt được vật gì có thể cứu mạng. Nhưng nàng sớm mất hết khí lực, chỉ để lại trên mặt đất mấy vết cào đỏ lòng nhìn thấy ghê người, bị thái giám lôi đi. Vĩnh Ninh Hầu nhìn trước mắt, đau đớn trong lòng, cũng không dám xông lên cứu nữ nhi lão hùng hổ đi tới nâng thác bạc chân nói điện hạ điện hạ nén bi thương hắn ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế cất giữ hận ý trong đáy mắt chẳng qua chỉ lóe qua căn bản không thể nhận thấy mọi người nhìn hắn lão lệ tung hoành nói bệ hạ lão thần thay nữ nhi tạ ơn nhưng tam điện hạ vô tội thỉnh bệ hạ không liên lụy đến hắn hoàng đế lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn họ không mở miệng nói thêm một câu mưa to làm ướt quần áo thác bạc chân cùng vĩnh ninh hầu thoạt nhìn bọn họ vô cùng chật vật hoàng đế rốt cục cũng chậm rãi nói coi như hết trẫm sẽ không trách các ngươi chỉ xử yêu tinh kia niệm tình nàng nuôi nấng chân nhi khổ cực ban thưởng cho nàng một ly rượu đi hiển nhiên hắn đã sớm tẩu hỏa nhập ma tin rằng võ hiền phi thực sự là yêu tinh có thể thấy được nếu kế hoạch lúc đó của võ hiền phi thực sự thành công lý vị ương sẽ thảm tới mức nào hoàng đế đối với người chăn gối còn nhẫn tâm như vậy đối với lý vị ương còn có thể lưu tình sao lý mẫn đức cười lạnh một tiếng võ hiền phi thực sự gieo gió gặt bão về phần thác bạc chân mất đi võ hiền phi vĩnh ninh hầu còn có thể trước sau như một duy trì quan hệ với hắn sao hiện tại xem ra hai người vẫn chặt chẽ đoàn kết nhưng về sau võ hiền phi mới có thể ràng buộc võ gia cùng thác bạc chân hiện tại lại chặt đứt một cánh tay của hắn hơn nữa còn rất trọng yếu Thác Bạc Ngọc luôn luôn ở bên cạnh nhìn. Hắn cảm thấy chuyện này cùng Lý Vị Ương có quan hệ, nhưng hắn lại nói không nên lời có quan hệ gì, hắn cảm thấy bản thân phải đi hỏi Chu Thiên Thọ một câu, hết thảy kết quả là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, Thái giám đi lại hồi bẩm nói, Hiền phi nương nương đã thăng thiên. Hoàng đế thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu phía hoàng hậu nói, hôm nay hoàng hậu làm yến hội, lý ra không nên xảy ra chuyện này chính là việc này quan hệ đến giang sơn đại lịch, không thể không tra rõ. Hoàng hậu luôn dùng võ hiền phi. Lần trước tuy rằng bởi vì sự tình cửu vĩ phượng trầm mà sinh ra một chút hiềm khích, nhưng đến cùng có chút thương cảm, thần thiếp thật không tưởng được, hiền phi muội muội chính là yêu tinh, hai. Cũng là do mệnh của nàng. Liên phi vẻ mặt thương xót, chỉ là đồng thời ánh mắt nàng hàm chứa một tia đắc ý, cửu công chúa rung rung, lôi kéo cánh tay Lý Vị ương nói: vị ương tỷ tỷ, yến hội hôm nay muốn tan tác. Chúng ta trở về đi. Lý vị ương đứng tại chỗ không hề động đậy, nàng tự hồ đang chờ đợi cái gì. Một quan lóng lánh tỏa sáng. Cửu công chúa thập phần kỳ quái nhìn nàng, lại không biết nàng đang chờ đợi cái gì. Bất quá trong đại điện không một cá nhân nào có động tĩnh, mọi người đều không biết phản ứng thế nào, càng không biết hoàng đế tiếp theo hạ lệnh trở về hay tiếp tục ẩm yến đã tan tác như vậy. Cho nên hành vi Lý Vị Ương cũng không đột ngột, ngược lại có vẻ thập phần bình thường. Yến hội tiếp tục. Hoàng đế nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi của Vĩnh Ninh Hầu, chậm rãi nói. Ánh mắt Lý Vị Ương buông xuống. Cá tính hoàng đế nàng rất rõ ràng, thuộc loại đánh chết ngươi còn muốn ngươi mang ơn, hôm nay hắn tức giận xử tử Võ Hiền phi, cũng không hứa tha Vĩnh Ninh Hầu, đối với Vĩnh Ninh Hầu mất nữ nhi Cố Nhiên đau lòng, hoàng đế nhất định sẽ bồi thường quả nhiên, chờ mọi người trở lại chỗ ngồi, hoàng đế vẻ mặt ôn hòa nói, Vĩnh Ninh Hầu, cháu gái ngươi năm nay cũng 17 rồi phải không? Sắc mặt Vĩnh Ninh Hầu ức chế không được run run, cơ bắp trên mặt không khống chế được khẽ lay động, trầm giọng nói, hồi bẩm bệ hạ. Cháu gái vi thần nhạc lan đích xác đã 17. Hoàng đế gật gật đầu, nói, trẫm nhớ nàng còn chưa có hôn phối. Như vậy đi, Duệ Nhi cũng đã đến tuổi, Hai hài tử rất thích hợp. Hôm nay cho bọn hắn tứ hôn đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vừa rồi vẫn là bảo tố, hiện tại hoàng đế tươi cười lại trở nên ấm áp vô cùng, nửa điểm tức giận cũng nhìn không ra. Quả là tâm tư của hoàng đế thật khó để nắm bắt. Mai quý phi ngượng ngùng cười nói, bệ hạ, duệ nhi tuổi còn nhỏ, làm gì nóng vội như vậy. Huống chi tam hoàng tử còn chưa có nạp phi. Duệ nhi sao có thể dành trước đây? đùa dẫn chắc võ gia nha đầu kia có tiếng mạnh mẽ đó hoàng đế mỉm cười nói đây là hai việc khác nhau hôn sự của chân nhi trẫm sẽ để ở trong lòng về phần võ nhạc lăng bang cho duệ nhi về làm chính phi đi lý vị ương không khỏi mỉm cười thác bạc chân cùng toàn gia vĩnh ninh hầu mối liên hệ duy nhất của họ là võ hiền phi một khi chặt đứt sự ràng buộc này thác bạc chân liền không thể vòng vo hoàng đế làm như vậy một là muốn cảnh cáo thác bạc chân phòng ngừa hắn vì dưỡng mẫu bị giết mà tâm sinh oán hận. Hai là muốn cho Vĩnh Ninh hầu biết, Hoàng Ân trao liền, có thể cho ngươi tử, cũng có thể phủng ngươi lên trời. Ngũ Hoàng tử tuyển chính phi, nhưng không ai lại nghĩ đó là hảo sự. Vĩnh Ninh hầu không như tưởng tượng, cùng Ngũ Hoàng tử thác bạc duệ tạ chủ Long Ân. Thời điểm thác bạc duệ đứng lên còn liếc mắt nhìn Lý Trường Nhạc với cảm tình đầy phức tạp, nếu không có sự tình nàng cùng thác bạc chân. Thác bạc duệ dù đánh cược cả tính mạng cũng muốn cưới nàng làm chính phi. Lý vị ương vừa lúc nhìn thấy ánh mắt ai oán kia không khỏi cúi đầu nhìn cười. Thác bạc duệ à thác bạc duệ, không biết khi ngươi nhìn thấy lý trường nhạc lần trước bị hủy dung mạo có hay không thất sắc tại đương trường. Chuyện vừa rồi khiến vẻ mặt mọi người đầy xấu hổ, tươi cười có lệ, ngay cả nhóm hoàng hậu cùng phi tử đều không yên lòng. Hoàng đế thản nhiên nói, không an bài ca múa sao? Hoàng hậu vội vàng nói, còn không mau mời ca múa đi lên trợ hứng. Nói là đối với bọn thái dám nói nhưng thanh âm đã có trở nên thô ráp, rõ ràng vừa rồi còn khiếp sợ vẫn chưa khôi phục lại tinh thần. Vũ đạo ca múa đã chuẩn bị tỉ mỉ, liên phi vì hoàng đế mà tự mình bố trí, người khiêu vũ đều là đệ nhất mỹ nhân, dáng người như liễu, khuôn mặt như hoa, từng trận xa xăm như tiên nhạc, kỹ thuật nhảy tuyệt đẹp, vũ đạo như vậy đổi lại ngày thường nhất định sẽ có người hảo hảo thưởng thức, mà lúc này, tất cả mọi người lại không yên lòng, trong đầu xuất hiện võ hiền phi lúc nãy còn cao cao tại thượng, một lát sau liền đã bị xử tử. Đế vương phẫn nộ thật là đáng sợ. Cửu công chúa đến cùng cũng chỉ là thiếu nữ tâm tư không nhiều rất nhanh liền an tĩnh lại xem ca múa. Nhưng Lý Vị Ương một bên như cũ đang chờ đợi thậm chí có một điểm lo âu. Nàng đã chuẩn bị rất lâu, đến hôm nay hết thảy đều thuận lợi lật đổ tưởng gia không phải là không có khả năng bọn họ đầu tiên tìm một nữ tử thích hợp tiến cung an bài cho chu thiên thọ được sủng ái theo sau bất động tỉnh phục tưởng gia sẽ cho rằng nàng không hề hành động hết thảy hết thảy đều là đang chờ đợi một thời cơ một thời cơ lớn một cái có thể làm đảo điên tưởng gia cá múa rất nhanh thưởng thức xong hoàng đế cười nói thiếu nữ múa dẫn đầu kia quả không sai nàng lại đây trẫm sẽ tưởng thưởng cho nàng. Thái giám lập tức tuyên triệu thiếu nữ đi lên, vừa rồi cách xa nhìn không ra nhưng hiện tại lại gần mọi người mới nhìn thấy trời xinh xinh đẹp, vừa thấy đã thương, tuy rằng so ra kém mỹ mạo liên phi, nhưng cũng là đệ nhất mỹ nhân. Thiếu nữ lượng lờ đi lên điện, hoàng đế vừa nhìn xuống dưới, long tâm đại duyệt trước mặt mọi người ban cho một khối ngọc như ý, trong lòng nghĩ buổi tối sẽ mời nàng thiếu nữ thị tẩm, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, phất phất tay ý bảo nàng lui ra. Bỗng nhiên thiếu nữ cao giọng tấu nói, khởi bẩm hoàng thượng, nô tỳ có việc bẩm tấu. Hoàng đế ngẩn ra, hoàng hậu cũng những người khác cũng là sửng sốt. Chuyện gì? Hoàng đế phản xạ có điều kiện trả lời. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, nguyên bản ánh mắt ôm nhu giống như một thanh lợi kiếm vừa rút khỏi bao, hàng khí bốn phía, nhưng ánh mắt mọi người vô pháp rời khỏi người nàng tay nàng dương lên trên tay thượng phẩm ngọc như ý lập tức ném ra ngoài, mang theo một trận âm thanh gào thét. Một thanh đoạn kiếm được nàng giấu ở trong tay áo phải lập tức xuất ra. Hàng quang lóe sáng, ngọc như ý bỗng chốc đập trúng thái giám phía sau hoàng đế. Thanh đoạn kiếm trong tay thiếu nữ nhanh như thiểm điện, thế như sấm sét hướng hoàng đế đâm tới. Nháy mắt điện quan hỏa thạch, thủ lĩnh cấm vệ quân bên người hoàng đế đã phản ứng kịp, quát to một tiếng, phi nhanh đón lấy thiếu nữ đoạn kiếm ngạch sinh bị hắn chế trụ, bỗng nhiên thiếu nữ phát ra một tiếng thét dài, không biết xoa bóp cơ quan gì, đoạn kiếm liền biến thành một thanh trường kiếm, bay nhanh lập tức biến chiêu, kiếm thế như bình đẳng. Nhẹ nhàng vượt qua thủ lĩnh cấm vệ, thuận thế nhắm thẳng hoàng đế mà đi thế không thể đỡ. Hoàng đế hoảng sợ vội vàng túng lấy một cung nữ, kiếm quan xẹt qua một đạo hình vòng cung, cung nữ không kịp né tránh, ngay lập tức một kiếm xẹt qua từ thắt lưng tới bụng, nguyên bản một cung nữ xinh đẹp lập tức đổ máu đương trường, mất mạng. Giao thủ công phu bất quá chỉ trong khoảnh khắc, trong lúc đó rất nhiều người trong điện hoàn toàn không kịp phản ứng gì. Nhìn thấy cung nữ chết thảm đương trường, chư vị trong điện mới có phản ứng. Dĩ nhiên có người ám sát. Lúc này, cũng không biết là ai hét lên một tiếng. Cứu gia! Bén nhọn chói tai, khàn cả giọng. Toàn bộ đại điện rối loạn lung tung hôn quân nạp mạng đi. Ngay tại lúc thiếu nữ hành động, đồng thời mười danh ca đang đứng chờ lĩnh thưởng hướng trong điện phóng đi, trợ giúp thiếu nữ, chuẩn bị ngăn cản cấm vệ cứu viện tại cửa điện vì đồng bạn tranh thủ một ít thời gian. Thất hoàng tử Thác Bạc Ngọc phi thân đi lên lập tức bị hai thích khách trắng trước mặt, Thác Bạc Ngọc theo sau thê nhưng bị một cái vũ cơ cuốn lấy. Mà giờ phút này thiếu nữ kia kiếm thế vừa chuyển, lập tức lại hướng hoàng đế đâm tới, một kiếm này so với trước uy thế càng tăng, nhanh hơn, mạnh hơn, mắt thấy sắp đến trước mắt hoàng đế. Đinh đương Một tiếng dòng vang tựa như kim thạch giao thao, kiếm thế của thiếu nữ nhanh như xét đánh thế, nhưng lại ngay sát cổ hoàng đế mà đi qua. Hoàng đế kinh hoảng nhìn lại, cũng là nháy mắt khẩn trương, nguyên bản mấy tiểu tạp tử lạnh rung ở bên cạnh hoàng đế cùng liên phi liều mạng lao lên, ngạch sinh đỡ lấy thanh trường kiếm của thiếu nữ. Về phần Liên Phi cũng đột nhiên phốc một tiếng gắt gao bắt lấy chân của thích khách, thê lương bi ai hô, bệ hạ đi mau. Hoàng đế rất là rung động nhìn Liên Phi. Thiếu nữ liếc mắt nhìn Liên Phi một cái, một cước đem nàng đá văng ra, rút kiếm lại đâm tới, hôn quân, mộ dung thị ta đã hướng ngươi thần phục, ngươi lại lật lọng, xé bỏ gián thư, phá hư hiệp định, khiến ta nước mất nhà tan, nạp mạng ra đây đi. Vũ nữ thích khách còn chưa tới tòa tiền, hoàng đế, Chúng phi đã một mảnh hỗn loạn, cửa điện bị thích khách đem trụ. Trong điện mọi người chạy tứ phía, thích khách căn bản không thèm nhìn, giết lung tung, tiếng kêu thảm thiết trong điện phát ra liên tục, hỗn loạn không chịu nổi. Cũng chia ra không rõ đâu là chủ tử đâu là nô tài, một đám té ngã, tiếng khóc chấn thiên. Trong lúc khẩn cấp Lý Mẫn Đức đã đến trước mặt Lý Vị Ương dù trên người hắn không có vũ khí nhưng vẫn che chở Lý Vị Ương cùng cửu công chúa hướng tây sườn đại điện tránh thân đi qua, một đường không gặp thích khách, cửu công chúa hoảng loạn bản thân bị các cung nữ lôi kéo kém chút té ngã. Lý Vị Ương vội vàng đỡ lấy nàng, ba người nhìn thấy cục khẩn trương trong điện, sắc mặt mỗi người biến đổi khác nhau, Lý Vị Ương cùng Lý Mẫn Đức liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, kế hoạch thay đổi kế hoạch ban đầu của nàng không phải như thế. Đáng chết! Vì sao thiếu nữ này lại rút kiếm, vì sao nàng lại hô như vậy? Lý vị ương theo bản năng nhìn Liên Phi, lại vừa vặn đụng phải ánh mắt ấy nấy có lỗi của nàng. Hiện tại Lý vị ương rất cục minh bạch, là nàng chính nàng lâm thời thay đổi kế hoạch. Giờ phút này đám người thác bạc ngọc cùng thác bạc chân đều bị thích khách cuốn lấy, không có biện pháp hướng hoàng đế tới gần một bước, mắt thấy kiếm quan nháy mắt đã tới, hoàng đế sợ tới mức té ngã ngay tại giây phút này một thanh trường kiếm xuyên thủng bụng của thiếu nữ kiếm của nàng dừng ngay giữa không trung chậm chạp không có rơi xuống đầu hoàng đế nàng gục ngã xuống sườn đại điện cách hoàng đế nửa bước trước mắt hoàng đế chính là vẻ mặt đầy sát khí của tưởng nam lý vị ương nhìn thấy một màn cả trái tim chậm rãi chầm đi xuống liên phi cắn môi sắc mặt biến ảo bất định nàng thậm chí không dám nhìn ánh mắt lý vị ương nàng dù sao cùng bọn họ dự định, lâm thời cải biến kế hoạch. Nhưng hiện tại nàng còn có cơ hội. Tưởng Nam cứu giá căn bản không thể gạt bỏ. Lý Vị Ương thở dài một hơi thật sâu, đúng lúc này Lý Mẫn Đức vỗ vỗ tay nàng, như có thể cảm nhận được nội tâm nàng đang rất thất vọng. Lý Mẫn Đức nhẹ nhàng nói, trước nhìn kỹ rồi hẳn nói đi. Lý Vị Ương gật gật đầu, xoay người nhìn cửu công chúa đang hoảng sợ lúng cúng ôm nhu an ủi nàng lập tức cấm vệ quân lướt qua đại điện hỗn loạn tiến đến trợ giúp dựa theo quy củ trong cung cung vua ẩm yến an bài cấm vệ quân ở cửa thủ vệ trong cung đầy tiếng la hét hỗn loạn mọi người đều biết vội vàng vọt vào trong điện cứu viện nhưng cửa điện nhỏ hẹp cấm vệ lại ưu thế nhiều người ở cửa điện lại bị những người hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài ngăn chặn bất đắc dĩ giết chết những người bỏ ra ngoài căn bản không quan tâm đến cùng là loại người nào thế cục rất nhanh bị khống chế Cuối cùng đại điện chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, mười danh ca thiếu nữ đều gục ngã trên mặt đất, trên người mỗi người đều có vô số vết thương, quần áo bó sát người rách nát, thi thể đầy vết máu loang lổ. Trong điện bàn trà hoa lệ đều tán loạn một mảnh, đến nến bạc tinh xảo bị đổ xuống mặt đất, trên đất đầy mảnh nhỏ cùng vết máu, mọi người nhìn thấy mà kinh hãi. Đám người hoàng hậu cùng trương quý phi nơm nớp lo sợ từ trên mặt đất bò dậy vẻ mặt đều là sống sót sau tai nạn sợ hãi, các cung nữ chạy đến nâng các nàng, phía trước Nhu Phi lại oa một ngụm nôn mửa. Hiển nhiên là vì cảnh tượng đáng sợ làm mất hết tinh thần. Đám đại thần cùng nữ quyến cũng từ chỗ trốn bò ra, trên mặt đều là vô cùng kinh hoàng. Tưởng hút vừa rồi với bàn tay trần liên tục giết mấy thích khách, tưởng nam cứu giá bằng một thanh trường kiếm, thích khách đa số đều bị giết trên tay họ, hoàng đế rất tức giận có thể biết từ lúc hắn đăng cơ tới nay chưa bao giờ có sự việc như vậy phát sinh, thiên tử chưa từng bị người dung kiếm chỉ vào cái mũi, gặp phải hoàn cảnh quẩn bách như vậy. Toàn bộ đại điện đều bị phong tỏa. Người tham gia yến hội đều không có biện pháp rời đi, bọn họ bên trong đã có người cần cứu trị, có người lung lay sắp đổ, nhưng hoàng đế hạ lệnh, phong tỏa cửa cung tra rõ việc này thích khách đều đã chết mặc dù có người còn sống sót cũng đều trước tiên uống thuốc độc. Không đợi cấm vệ quân bắt các nàng thì đã tắt thở, không một ai còn sống. Nhưng muốn vào cung điện đều phải qua kiểm tra kỹ lưỡng, càng không cần nói các vũ nữ đều là từ dân gian mà đến luôn có dấu vết để lại, cho nên hoàng đế tức giận mệnh lệnh quan viên hình bộ lập tức thăm dò. Còn bên này, Liên Phi vội vàng quỳ xuống khóc không thành tiếng, vũ đạo là do thần thiếp bố trí, Thần thiếp không nhận thấy được các nàng rắp tâm hại người, thần thiếp có tội. Nàng bộ dáng lê hoa đái vũ, nhìn vô cùng đáng thương, ai cũng không thể hoài nghi nàng cùng thích khách có quan hệ gì. Hoàng đế nghĩ đến vừa rồi hỗn loạn, nàng là một nữ lưu lại có gan xông lên ôm chân thích khách, đã đối với hắn vô cùng trung tâm, tâm niệm vừa động đem nàng nâng lên, nói, nếu là không có ái phi quả nhân đã thành một khối thi thể rồi. Nàng lại có tội gì? bố trí vũ đạo cũng chưa phải là tham dự mưu sát vừa rồi hoàng hậu cùng trương đức phi bọn họ sợ tới mức ngây dại lui ở một bên run rẩy các nàng dù sao cũng sống trong an nhàn sung sướng cao cao tại thượng chưa từng gặp qua nơi nào binh đao khói lửa huyết hoa văn khắp nơi trước cảnh tượng này chỉ biết run sợ bình thường cái gì vì hoàng đế tận trung toàn bộ thổi lên đến chín tầng mây hiện tại vì hoàng đế mà cứu giá lại quên so sánh với liên phi thì khác hẳn Hiện tại hoàng hậu các nàng nói cái gì đều không hữu dụng. Ai mượn các nàng tại thời điểm phát sinh nguy hiểm bỏ lại hoàng đế, chỉ lo cho bản thân mà chạy trối chết, vốn là tội rất lớn. Hoàng đế không hỏi tội đã là pháp ngoại khai ân. Hoàng hậu vẽ mặt đầy cực đoan, nhóm phi tử đều cúi thấp đầu, ai cũng không dám lên tiếng, bên trong bốn phi tần được sủng ái giờ đã chết mất hai người, nhóm phi tử địa vị cao lại không có chuyện gì nhìn tình hình hiện tại hoàng đế trách các nàng không lên làm lá trắng thịt. Ngay cả thái tử cùng ngũ hoàng tử đều lặng không tiếng động. Vừa rồi bọn họ bị thích khách cuốn lấy, căn bản không rảnh thoát thân, càng không cần nói đi cứu hoàng đế. Làm con bọn họ rõ ràng cũng là thất trách, chẳng qua có ai tưởng tượng trong điện lại phát sinh chuyện này nhiều năm sống êm gió lặng, đột nhiên xuất hiện nhiều thích khách như vật, quả thực là không thể tưởng tượng. Bệ hạ qua lời nói của thích khách, tự hồ có liên quan đến mộ dung thị. Một bên, Thác Bạc Ngọc nhíu mày nói. Hắn vừa rồi nghe được thích khách hô lên một câu nói, hơn nữa những lời này rất rõ ràng chính là nguyên nhân chính lần này hoàng đế bị ám sát. Mộ Dung thị. Hoàng đế mày nhăn lại. Mộ Dung thị là một tiểu quốc phía Tây biên Thùy, hắn hạ lệnh công phạt, tưởng gia là thống soái, bởi vì Mộ Dung thị thà chết không chịu hàng, cho nên nước mất nhà tan. Thành viên hoàng thất không một ai sống sót. Bọn họ trở về hướng bản thân báo thù, có khả năng. Nhưng vì sao vừa rồi nàng kia lại nói, Mộ Dung thị đã đầu hàng? Sắc mặt hoàng đế chậm rãi trầm xuống. Hay là năm đó Mộ Dung thị bị giết là có nguyên nhân khác? Có người đã đụng tay đụng chân. Nghĩ bản thân bị lừa chẳng biết gì. Hoàng đế cảm thấy một loại cảm giác bị người ta lừa gạt. Lý Vị ương liếc mắt nhìn Liên Phi lại thấy sắc mặt vui mừng của đối phương không khỏi thở dài một hơi nàng cùng liên phi bọn họ đều có chung một mục tiêu tưởng gia chỉ cần bọn họ có thể chân thành hợp tác sẽ có thể báo thù nhưng mà liên phi lại nóng vội báo thù sớm cải biến kế hoạch nhớ thiếu nữ đột nhiên rút ra trường kiếm trong đại điện xuất hiện thích khách lý vị ương chỉ biết kế hoạch đã bị thay đổi trên mặt nàng sợ hãi vô hạn lòng dâng lên một loại lo âu liên phi à liên phi ngươi dựa theo kế hoạch của ta mà tiến hành là có thể khiến tưởng gia nhận một kích trí mạng vì sao ngươi lại nóng vội như vậy hiện tại ngay cả lý vị ương cũng không để đoán trước được hướng đi nếu thành tưởng gia bại nếu không thành vô cùng có khả năng liên lụy đến bản thân lý vị ương ý nghĩ cấp tốc xoay chuyển đột nhiên xuất ra sự tình mộ dung thị nàng còn có thể dựa theo biện pháp ban đầu đem tưởng gia lôi vào tử địa không các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 112, trong mắt Liên Phi, mờ ẩn lộ ra sự phẫn hận, nàng quả thật hận tưởng gia. Không sai, nàng mới là con cháu mộ dung thị, nữ tử duy nhất còn sống của mộ dung thị. Hai năm trước, hoàng đế đại lịch có ý thu phục tiểu quốc Hà Trạch, mộ dung thị sớm biết không thể đấu lại đại lịch cường thịnh, lập tức gửi thư hàng tới tưởng nam lúc đó đảm nhiệm vị trí thống soái đối với đại lịch mà nói, không tốn chút sức lực mà thu được hà trạch hoàng đế nhất định sẽ vui mừng nhưng đối với tưởng nam đây là cơ hội lớn để kiến công lập nghiệp hắn đã cho quân vây thành nếu huyết chiến mộ dung thị giành được thắng lợi hắn có thể một trận chiến thành danh công thành danh toại nhưng nếu mộ dung thị cứ đầu hàng như vậy thì thứ làm bọn họ hàng phục không phải uy phong của tướng quân tưởng nam mà là long uy của hoàng đế đại lịch cho nên tưởng nam tuổi trẻ khí thịnh giấu mọi người giết chết sứ thần, xé bỏ thư đầu hàng, không hề do dự công phá cửa thành mộ Dung Thị, vẫn thấy chưa đủ, hắn còn bắt tất cả Hoàng thất mộ Dung Thị làm tù binh, nói là muốn đưa về kinh đô. Hoàng thất mộ Dung cho rằng đã tránh được một kiếp, đều dơ tay ra chịu trói. Năm đó, Liên phi lãnh du liên, không, khi đó nàng là mộ Dung Tâm, một trong những tù binh bị áp giải, đương nhiên, không chỉ nàng. Người bị áp giải còn có hoàng đế cùng hậu phi và hoàng tử, công chúa, tôn thất, quý thích hơn ngàn người, hộ tống còn có rất nhiều vật phẩm trân quý hoàng thất mộ dung thị đã tích góp mấy trăm năm, có thể nói thắng lợi trở về. Nhưng điều đáng sợ là, mỗi ngày đến khi ban đêm hạ trại nghỉ ngơi, mộ dung tâm có thể nghe thấy tiếng cười lớn của binh lính từ xa truyền tới, còn có tiếng kêu khóc của nữ tử bị xung làm quân kỷ, nàng biết đám binh sĩ luân phiên phát tiết lên những nữ tử quý tộc làm quân kỹ. Lúc này, các tỷ tỷ cùng nàng sẽ ôm lấy nhau, run run. Đơn giản là vì thân phận bọn họ quá tôn quý, đám binh lính không có mệnh lệnh của thống soái không động đến bọn họ, cho nên mộ dung tâm may mắn thoát nạn. Nhưng tứ tỷ của nàng mộ dung hoa, trong một lần ngoài ý muốn bị bầy súc vật này vũ nhục, mộ dung tâm tận mắt nhìn thấy. Đến lúc đưa trở về, mộ dung hoa đã tắt thở, nhưng hai mắt vẫn mở tràn ngập sợ hãi thống khổ cùng tuyệt vọng thân thể trần trụi bên trên đầy dấu bầm xanh tím cùng vết thương có thể suy ra vị công chúa cao quý này đã gặp phải chuyện gì mỗi khi mộ dung tâm nhớ lại vẫn cảm thấy sự thù hận khó nén được từ đáy lòng chậm rãi dâng lên làm nàng cả đêm không thể ngủ yên những ác mộng mãi mãi không có kết thúc hoàng đế mộ dung vốn cho rằng thứ chờ đợi bọn họ là miễn xá của hoàng đế đại lịch dù sao ông đã sớm dâng thư hàng nhưng ông thật không ngờ, thứ chờ đợi bọn họ là tưởng Nam hạ lệnh giết toàn bộ, hơn một ngàn người, không phải khởi hành đến quốc đô đại lịch, mà ngược lại, tất cả bọn họ đều phải chịu chết. Cuối cùng tưởng Nam đưa bọn họ đến sơn cốc hoang tàn vắng vẻ, giết chết rồi đào hố chôn, trải qua khung cảnh tàn nhẫn như vậy, mộ dung tâm không muốn nhớ lại, nhưng nàng không có cách nào để quên đi, sự sợ hãi lúc bản thân từ bừng tỉnh, phát hiện mình bị chôn trong bùn đất, mà lúc đó, người thân của nàng đã bị sát hại toàn bộ. Chỉ có nàng được mẫu hậu lấy máu tươi bôi lên mặt, tưởng lầm rằng đã chết mà thoát được một kiếp, càng may mắn là nàng bị đặt tùy tiện bên trên vô số thi thể, trên người chỉ có một tầng bùn đất. Nàng liều mạng cào, cuối cùng có thể sống sót. Sau này nàng mới biết, tưởng nam sợ hoàng thất mộ dung tiết lộ chuyện hắn xé bỏ thư hàng, báo sai bí mật quân công, nên nói mộ dung thị thà chết không hàng, thậm chí cấu kết các tiểu quốc xung quanh ý đồ liên hợp phản kháng đại lịch hoàng đế dưới cơn tức giận hạ lệnh xử tử hoàng thất mộ dung cho nên mới có cảnh toàn bộ hoàng tộc bị tru diệt mộ dung tâm liều mạng tập hợp nhân sĩ hà trạch cũ nhưng nàng bi ai phát hiện ngoại trừ một ít tử sĩ hoàng thất nàng đã không thể điều động bất kỳ ai bởi vì sau khi tấn công vào hà trạch tưởng nam không gây thương tổn đến dân chúng bình dân càng không đốt nhà cướp của gian dâm bắt người thậm chí sau khi giết vô số binh lính hà trạch tưởng nam còn bồi thường đầy đủ cho người nhà bọn họ coi như để an ủi cho nên dân chúng hà trạch cảm thấy mộ dung thị không biết tốt xấu sớm nên đầu hàng miễn cho binh sĩ gặp tai ương bởi vậy lúc mộ dung tâm muốn tìm lực lượng để báo thù nàng mới phát hiện hoàng thất mộ dung ở hà trạch đã sớm trở thành đối tượng bị công kích thành người mang tội hại dân chúng chịu khổ mà tưởng nam nhờ quân công hiển hách bỗng chốc từ hạng người vô danh được phong làm võ uy tướng quân quan hàm tam phẩm trở thành anh hùng chiến công vang dội vinh uy hiển hách có lẽ lâu nay một tia hy vọng xa vời trong lòng bị hiện thực tàn khốc đập nát trong lòng liên phi hiện tại đã đổi tên thành lãnh du liên cảm thấy như có gì đó đang quay cuồng đang thiêu đốt muốn phá thoát chảy ra mùi máu tươi nồng đậm làm người khác ghê tởm lại có gì đó bắt đầu mọc rễ trong yên lặng nảy mầm dần dần sinh trưởng, đó là thù hận đáng sợ, thù hận muốn hủy diệt tất cả. Nàng đứng bên cạnh hoàng đế, tươi cười trên mặt vô cùng mềm mại, nhưng mà, nàng lại đang âm thầm thề, phải đẩy hết bộ tộc tưởng thị vào chỗ chết. Ngay từ đầu, nàng vẫn tuân theo kế hoạch của Lý Vị Ương, thậm chí ngay ngày hôm qua, nàng cũng muốn tiến hành theo kế hoạch của đối phương. Từ dân lên vũ đạo của thiếu nữ đến cáo trạng trước ngự tiền, mà nàng cảm thấy kế hoạch của Lý Vị Ương quá nhỏ bé, hoàng đế căn bản không để trong lòng, nhất định phải làm cho hoàng đế nhận lấy tổn hại, cho hắn biết mình vì tưởng gia làm hại mới bị ám sát, để hắn thấy đau mới biết tưởng gia rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện sai trái, giết chết mộ dung thị một cách quan ủng chính là sai lầm lớn biết bao nhiêu. Thực ra, Lý Vị Ương luôn chờ đợi một cơ hội, một cơ hội có thể làm tưởng gia không thể xoay người. Trong vấn đề đại sự tưởng gia vô cùng cẩn thận, rất khó bắt được nhược điểm. Hơn nữa trong vấn đề xử lý chính vụ, Lý Vị Ương vốn định mượn tay thác bạc ngọc, giả tạo chứng cứ tưởng gia thông đồng với địch, nhưng sau này nàng phát hiện, cách này rất khó, bởi vì nàng không thể lấy được dấu triện tư nhân của tưởng quốc công, làm giả càng dễ bị người khác phát hiện. Một khi muốn nói tưởng gia thông đồng với địch phản quốc nhất định phải có chứng cứ xác thực, chỉ dựa vào một phong thư hoặc vài câu tường trình ít ỏi căn bản không thể làm hoàng đế cùng thiên hạ tin tưởng huống chi tưởng gia trấn thủ biên cảnh nhiều năm quân công hiển hách các thế hệ nối tiếp nhau cần gì phải cấu kết với địch quốc nói ra cũng rất khó làm người khác tin tưởng cho nên lý vị ương lựa chọn hạ tay ở chỗ chi khác tưởng gia cây cổ thụ gốc rễ sâu rất khó lay đổ nhưng một khi cành lá quá tươi tốt thân gốc sẽ có rất nhiều chỗ không thể để ý đến sau này nàng rốt cuộc cũng đợi được cơ hội một tháng trước, nàng nhận được tin tức. Tộc nhân tưởng thị ở cố hương Huệ thành xây dựng một tòa nhà cực kỳ hào hoa xa xỉ, chuẩn bị cho tương lai tưởng quốc công hồi hương dưỡng lão. Tòa nhà này tuy rằng không phải do tưởng gia chính hệ đề nghị, nhưng đúng là do tộc nhân tưởng thị xây dựng. Hơn nữa, tòa nhà này kiến trúc rất giống hoàng cung, bên trong rồng vàng xoay quanh, thú ngọc trấn thủ, cửa son đỏ đón gió, cửa lớn nặng nề, trăm ngàn lối rẽ, hành lang gấp khúc chạm trổ, nhật nguyệt tương xứng, vô cùng hoa lệ, không cần phải nói, trường cục dùng gỗ linh tơ vàng hơn 50 cây. Gỗ linh tơ vàng như vậy, một ngàn lượng bạc mới miễn cưỡng mua được một cây, nóc nhà khảm dạ Minh Châu, so với Đông Châu trên vương miệng hoàng đế còn lớn hơn. Lý vị ương nhạy bén tìm được cánh cửa đột phá. Ngọc Hy Cung của Hoàng đế vì một trận đại hỏa năm kia bị thiêu hủy, vẫn chưa được tu sửa, đơn giản vì quốc khố hai năm nay dùng quá nhiều tiền cho quân sự cùng chẩn tai, cho nên hoàng đế chờ qua hai năm nữa mới sửa, hiện tại tưởng gia dám kiến tạo một tòa nhà xa hoa như vậy. Đối với hoàng đế mà nói, các thần tử tham ô không quan trọng, đấu đá không quan trọng, quan trọng nhất là trung tâm, quan trọng nhất là cân bằng, nhưng nếu ông ta biết, thần tử của ông có tiền đi xây tòa nhà lớn, ông sẽ liên tưởng đến Ngọc Hy cung đổ nát thê lương ông sẽ nghĩ đến đông châu trên mũ mình còn không lớn bằng người ta ông sẽ nghi ngờ tiền của tưởng gia là trộm bên trong quân nhu ông sẽ cảm thấy viên ngọc của tưởng gia lớn hơn đông châu trên mũ miệng hoàng đế là có dụng ý khác không chỉ vậy lý mẫn đức phát hiện tòa nhà này là chi thứ tưởng gia xây dựng để lấy lòng tưởng quốc công còn dùng số tiền lớn mua được công tượng thiết kế tòa nhà để hắn bí mật kiến thiết một cây cột nhìn có vẻ tầm thường ở góc tối tòa nhà chỉ cần phá vỡ một lớp bên ngoài thì có thể nhìn thấy cây cột này thật ra là một con thú. Con thú này ở cửa cung hoàng đế cũng có một con, tên là Hấu, đầu hướng ra ngoài, gọi là vọng quân về. Nói cho hoàng đế đi tuần bên ngoài rằng đừng tham luyến phồn hoa dân gian, sớm nên hồi cung, tử hoa điện trong cung còn có một con, gọi vọng quân ra. Nhắc nhở hoàng đế không thể ở mãi trong thâm cung. Phải chăm ra ngoài thể nghiệm quan sát dân tình. Có thể thấy, nếu để người khác phát hiện trong tòa nhà lớn của tưởng gia có tức giấu một con hấu chỉ trong hoàng cung mới có, mọi người sẽ liên tưởng đến điều gì? Một tòa nhà lớn như vậy, so với tất cả những chứng cứ ngụy tạo ra thì tốt hơn rất nhiều, hơn nữa còn rất trực quan. Hoàng đế chỉ cần phái người đi điều tra, nhìn thấy tòa nhà kia, tất nhiên sẽ cảm thấy tưởng gia không mang lòng thần phục, cho dù hoàng đế không lập tức diệt trừ cửu tộc tưởng gia, thì cũng đoạt lại binh quyền bọn họ. Đến lúc đó, kết cục của tưởng gia, không cần hỏi cũng biết. Nhưng kế hoạch này dù hoàn hảo, mà không có người đủ trọng lượng bên cạnh hoàng đế trợ giúp thì kế hoạch không thể thành công, cho nên Lý Vị Ương cùng Mẫn Đức cẩn thận thương lượng, lựa chọn lãnh du liên, một nữ nhân hận tưởng gia đến mức dùng tính mạng để trả giá, chỉ có nữ nhân như vậy mới có thể không do dự, không chùng bước trợ giúp bọn họ mạnh chân đạp nát tấm lưng tưởng chừng không thể phá vỡ của tưởng gia. Nhưng mà, nhân tâm, Lòng người, dù có tính kế thế nào cũng không thể nắm mắt trong tay, Liên Phi hận Tưởng gia, nàng quá mức nóng vội, cho nên cảm thấy tòa nhà Hoa Lệ này nhiều nhất chỉ chứng minh Tưởng gia tham ô nhận hối lộ, căn bản không thể lật đổ bọn họ một cách triệt để, đương nhiên, đây cũng do nàng không rõ ràng toàn bộ kế hoạch, thêm nữa nàng khuyết thiếu độ mẫn cảm với chính trị. Cho nên, tự nàng cải biến kế hoạch, thay dân nữ vốn dân cáo trạng thành tử sĩ tận tâm trung thành với hoàng thất mộ dung nàng tin rằng chỉ cần hoàng đế gặp chuyện, tất nhiên sẽ trách tội tưởng gia, chờ hắn tra rõ cái chết của hoàng thất mộ dung, nhất định sẽ trị tưởng gia tội khi quân, đến lúc đó có thể nhổ tận gốc tưởng gia, như vậy mới là báo thù chân chính cho hoàng thất mộ dung. Lý vị ương nhìn đám thái giám xử lý thi thể trong điện, nhìn ánh mắt sống sót sau tai nạn của mọi người, thậm chí ánh mắt nàng còn dừng trên người Lý Trường Nhạc, vừa rồi trong lúc hỗn loạn, Lý Trường Nhạc tránh sau lưng tưởng hải thoát được một kiếp. Nhưng các vị tiểu thư khác bên cạnh đều đã chết oan chết uổng, còn tưởng đại phu nhân thì che chở hàng thị tránh bên cạnh tưởng hút, đều không bị thương chỗ nào, chỉ có sắc mặt hơi trắng bệch. Lý vị ương cúi đầu, nhìn thái giám kéo thiếu nữ muốn ám sát hoàng đế ra khỏi cung điện. Ban đầu, thiếu nữ này không cần phải chết. Lúc trước tưởng gia kiến tạo tòa nhà, ngoại trừ dùng đất đai của chính tưởng gia còn mở rộng ra xung quanh hơn trăm mẫu, trong đó có một hộ họ chu không chịu bán, xung đột với hộ vệ tưởng gia phái đi. Một nhà năm miệng người bị một trận hỏa thiêu ngoài ý muốn mà chết đi, chỉ còn lại hai nữ nhi trốn trong vò nước mới thoát được, hai nàng từ cách xa như vậy chạy đến kinh đô cáo trạng, cho dù hoàng đế có tàn nhẫn, cũng phải nghe bọn họ nói hết lời, nhưng mà tỉ muội chu gia lại bị liên phi thay bằng tử sĩ. Lý vị ương nghĩ lại tất cả, thật ra có thể hiểu được tâm tình liên phi thù hận diệt tộc, từng giờ từng phút lúc nào cũng quanh quẩn trong lòng, nhất định đặc biệt đau khổ cùng dày vò, cho nên khôi phục tôn vị cùng danh dự mộ dung thị. Đối với Liên Phi mới là điều quan trọng nhất. Chỉ có điều, mọi chuyện thật sự có thể như nàng ấy mong muốn sao? Trên ngự tòa, hoàng đế tức giận cùng sợ hãi trước giờ chưa từng có, trong vòng một canh giờ, liên tiếp hạ mấy đạo ý chỉ, rất nhanh hình bộ cùng đại lý tự khám nghiệm tử thi đã đưa ra kết quả thân phận thích khách là hoàng thất mộ dung đã biến mất từ lâu, bên hông các nàng, đều có một loại đồ đằng thần bí để nhận chủ, loại đồ đằng này, chính là thứ đặc thù của tử sĩ hoàng thất mộ dung. Đồ đằng, một loại tô tem, vật tổ, biểu tượng của một gia đình hoặc bộ tộc, hiện tại, hoàng đế không thể không tin, những người này quả nhiên đến từ hoàng thất mộ dung năm đó bị ông hạ lệnh giết. Tưởng Nam bước nhanh ra, lập tức quỳ xuống, thần có tội, không trừ tận gốc triệt để dư nghiệp hoàng thất mộ dung để bọn chúng đến ám sát bệ hạ, vì thần nhất định tra rõ việc này, nhổ tận gốc dư nghiệp mộ dung. Hắn không thể ngờ rằng, huyết mạch chân chính của hoàng thất mộ dung, lúc này đang mang vẻ mặt dịu dàng đứng bên cạnh hoàng đế. Hoàng đế âm u bất định nhìn Tưởng Nam, trong khoảnh khắc, tâm tư liên phi cùng Lý Vị Ương đồng thời căng thẳng lên. Tưởng gia có thể nói là đệ nhất danh môn đại lịch Năm đó khi triều đại lịch mới gây dựng sự nghiệp đã đi theo hoàng đế lập bao nhiêu chiến công, sau khi phát triển trăm năm, căn cơ hùng hậu, nhất là vài thập niên gần đây, Tưởng gia đã chặt chẽ khống chế binh quyền, hiếm có nhất là bọn họ thủ vững được biên cảnh đại lịch, khiến cho trong mắt dân chúng đại lịch, Tưởng gia gần như là bình phong trắng cho đại lịch. Điều này làm hoàng đế trong lòng lo lắng. Nhưng Tưởng quốc công cùng cha con Tưởng Húc chưa từng lộ ra vẻ kiêu ngạo ngang ngạnh, luôn là bộ dáng mang ơn. Cân thủ nghiêm ngặt thần lễ, làm việc khiêm tốn, cho tới giờ chưa từng cấu kết lui tới với các hoàng tử, thậm chí ngay cả triều thần cũng duy trì khoảng cách nhất định, cho nên hoàng đế trung quy cảm thấy tưởng gia có thể dùng được, ít nhất trước khi ông nuôi trồng ra người có thể tiếp nhận thế lực tưởng gia, thì tưởng gia có thể giữ lại. Nhưng chuyện hôm nay hiển nhiên đã vượt ra ngoài dự kiến của hoàng đế. Ông lạnh lùng nói, ngươi có tội, tội lớn nhất của ngươi chính là báo sai chiến công khi quân dối thượng. Giết ngươi cũng không đủ. Vừa nói vừa tức giận không kìm được, tiện tay cầm lấy bình ngọc, ném thật mạnh về hướng tưởng nam, tưởng nam không dám tránh đi, cứng rắn chịu trận, cái trán bị bình ngọc đập trúng, máu chảy ròng ròng, hắn ngay cả lao đi cũng không dám. Tưởng hút vội vàng quỳ rạp xuống, vẻ mặt kích động, bệ hạ. Khuyển tử có tội. Khuyển tử có tội. Chỉ cần hoàng đế hơi điều tra thì sẽ biết chuyện năm đó ông đã sớm cảnh cáo tưởng nam làm việc đừng quá phận, mà dù sao hắn tuổi trẻ khí thịnh, đại quân đã điều động sao có thể trở về tay không, cho nên mới sinh ra đại họa này. Tuy rằng trăm ngàn năm qua, vô số võ tướng đều làm như vậy, giết người nói dối quân công rất nhiều, so sánh lại, hành động của tưởng nam không tính là gì, đương nhiên điều kiện tiên quyết là tối nay không phát sinh trận ám sát này. Thái tử vội vàng nói, phụ hoàng, võ uy tướng quân tuổi trẻ không hiểu chuyện, chọc giận phụ hoàng, xin người thứ tội. Cứ như thế giết đi, chẳng phải sẽ làm cho người trong thiên hạ thất vọng, không ai dám nguyện ý bán mạng vì quốc gia nữa ư? Sau khi thái tử mở miệng, đám quần thần vốn câm như hến đều đứng lên, bảy miệng tám lời cầu xin cho Tưởng Nam. Thậm chí ngay cả hoàng hậu sắc mặt trắng bệch bên cạnh cũng nói, bệ hạ, không nói lúc đó Tưởng Nam trẻ tuổi không hiểu chuyện, ham quân công mới gây ra đại họa mà nói chuyện mộ dung đã trôi qua nhiều năm, dù sao tưởng nam có công cứu bệ hạ, xem như lấy công chuộc tội, hiện tại truy cứu công thần thì có ích gì. Sắc mặt liên phi không khống chế được trở nên trắng bệt, ngón tay nàng thậm chí phải giấu trong tay áo mới không để cho người khác nhìn ra toàn thân đang run run. nàng không ngờ, hoàng thất mộ dung tính cả thân tính hơn một ngàn người chết đi, trong mắt những người này, căn bản không được coi là gì. Về phần báo sai quân công, càng không được tính là chuyện gì nghiêm trọng hoàng đế đang do dự vẻ mặt của hắn đã không còn kiên định như vừa rồi lý mẫn đức nhẹ giọng nói bên tai lý vị ương sự kiện kia lý vị ương lắc đầu hiện tại có lôi ra chuyện nhà to cửa rộng hoàng đế sẽ nghi ngờ sao mọi chuyện hôm nay đều hướng về tưởng gia người đa nghi như ông ta tất nhiên sẽ cảm thấy có người cố ý an bày tất cả mục đích chính là tưởng gia cho nên tòa nhà kia không thể lôi ra được nữa hiện tại nên làm gì bây giờ ánh mắt lý vị ương lướt quanh đại điện một lát đột nhiên dừng trên người lý tiêu nhiên kỳ diệu là lý tiêu nhiên cũng đang nhìn nữ nhi của mình chỉ có điều người ông nhìn không phải lý vị ương mà là lý trường nhạc lúc này lý trường nhạc đang dùng ánh mắt khẩn cầu lý tiêu nhiên hiển nhiên là hy vọng ông nói giúp tưởng gia một câu với quan hệ thông gia lý tiêu nhiên đương nhiên phải làm như vậy hơn nữa tưởng nguyệt lan bên cạnh cũng dùng ánh mắt tha thiết nhìn ông lý vị ương quan sát vẻ mặt lý tiêu nhiên thay đổi mấy lần sau đó tiến lên một bước chuẩn bị mở miệng nói chuyện lý mẫn đức nhíu mày lý vị ương lại chấp chấp mắt với hắn ý bảo hắn an tâm chớ vội sắc mặt lý tiêu nhiên thương tiếc bệ hạ võ uy tướng quân tuy rằng tuổi không lớn nhưng làm việc mạnh mẽ kiên định có quyết đoán có năng lực dám nghĩ dám làm quả thật là nhân tài hiếm có. Hoàng đế ép hỏi, vậy ngươi cảm thấy hắn làm đúng rồi. Lý tiêu nhiên thở dài một tiếng, nói ra đoạn mấu chốt nhất, vi thần đương nhiên không có ý này, tướng quân giết mộ dung thị đúng là đã vi phạm ý chỉ bệ hạ, nhưng mà vài năm gần đây tướng quân đã thắng hơn 40 chiến dịch, chỗ nào cũng có chiến công tưởng gia để lại, nhờ có thiếu tướng quân tận hết công sức, tốn hết tâm can. Mới miễn cưỡng duy trì cục diện, để quốc gia không đến mức rối loạn vi thần dám nói một câu mạnh miệng đổi là người khác chỉ có thể làm kém hơn sẽ không làm được tốt như vậy mọi lời nói đều là khen ngợi nghe qua hoàn toàn là đang khích lệ tưởng nam nhưng sắc mặt hoàng đế lại vô cùng khó coi lý vị ương đặc biệt chú ý tới điểm này cúi đầu che đi ý cười trên bờ môi lý tiêu nhiên đi theo hoàng đế nhiều năm sớm hiểu rõ ràng tính khí cá tính hoàng đế hoàng đế đang do dự vậy thì ông sẽ nâng tưởng nam lên chín tầng mây gần như là anh tài trong đất trời không có hắn quốc gia sẽ suy sụp biện pháp này nếu dùng ở hoàng đế bình thường tưởng nam nhất định sẽ bình yên vô sự nhưng vị hoàng đế này sao không giống người thường đa nghi đến cảnh giới nhất định nếu vừa rồi lý tiêu nhiên mắng tưởng nam một chút sau đó để hoàng đế cảm thấy phê bình quá mức lại thương tiếc thần tử có lòng lý tiêu nhiên tiếp tục chuyển lời sang cầu xin mọi chuyện nhất định có thể việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, nhưng Lý Tiêu Nhiên lại cố tình khen tưởng nam trên trời dưới đất. Còn nhấn mạnh điều hoàng đế chán ghét cùng kiên kỵ nhất, hoàng đế nhất định mặt trồng giận dữ. Lý Vị Ương đoán trước, Lý Tiêu Nhiên khác với Liên Phi, ông nhất định biết hoàng đế kiên kỵ nhất điều gì. Quả nhiên, Lý Tiêu Nhiên nói tiếp, chỉ cần để cho tưởng gia nhận chút giáo huấn, đừng vì cá nhân ham quân công mà đặt sinh mệnh của bệ hạ lên lửa nóng than hồng. Sắc mặt hoàng đế đã khó coi đến tột đỉnh, ông tức giận nói, Lý tướng, ngươi còn cầu xin cho tưởng gia, ngay cả ngươi trẫm cũng trị tội. Lý tiêu nhiên sửng sốt, sau đó lúng túng lui ra, bộ dáng như đang than thở, các đại thần bên cạnh lập tức ngậm miệng, bọn họ đều nhìn ra, Lý tướng quốc nói nhiều lời cầu xin như vậy, ngược lại càng làm hoàng đế tức giận, hiện tại bọn họ không ai dám nói gì nữa lý vị ương thiếu chút nữa cười ra tiếng phụ thân à phụ thân người căm hận tưởng gia đến mức nào mới có thể làm ra loại chuyện bỏ đá xuống giếng thế này dù sao tảng đá này bỏ rất nhanh độc chuẩn nàng rốt cuộc hiểu ra sự độc ác tàn nhẫn trong di truyền của mình là đến từ ai sắc mặt lý trường nhạc vô cùng sợ hãi nàng lo lắng sợ hãi nhưng không phải vì tưởng gia mà vì chính nàng nếu tưởng gia ngã xuống thì tất cả xong rồi, không có ai làm chỗ dựa cho nàng, cuộc đời của nàng sẽ lâm vào bóng tối, nhưng hiện tại, không ai dám nói hộ tưởng gia một câu, ánh mắt khẩn cầu của nàng nhìn về phía thác bạc chân, nhưng đối phương lại nhìn Lý Vị Ương không chớp mắt, phản phất như đang suy xét điều gì, trong lòng Lý Trường Nhạc bỗng dâng lên vô hạn phẫn hận. Vì sao, vì sao người nào cũng chú ý tới đồ tiện nhân kia? Tưởng Nam lớn tiếng nói, bệ hạ, vi thần phụng chỉ tru sát mộ dung thị bệ hạ muốn giáng tội thì giáng tội một mình vi thần tha cho cha thần đi nói xong dập đầu không ngừng hoàng đế cười lạnh một tiếng ngươi đã muốn chết vậy trẫm cũng không cần giữ ngươi lại từ lúc hoàng đế nói ra câu kia tức là đã động sát tâm tưởng húc sợ hãi kinh hoảng tâm niệm khẽ chuyển nhanh chóng nhảy dựng lên hung dữ trừng tưởng nam giận không kìm được nghiệp chướng còn dám chống đối hoàng thượng tưởng gia ta cho dù đoạn tử tuyệt tôn cũng không giữ ngươi lại nói xong rút trường kiếm bên hông cấm vệ quân bên cạnh chém thẳng về phía tưởng nam nếu không có cấm vệ quân kịp thời giữ chặt chỉ sợ tưởng nam đã đổ máu tươi tại chỗ cấm vệ quân tốn bao nhiêu sức lực mới kéo được chinh tây tướng quân tưởng hút đang kêu la muốn giết tưởng nam ra mà lúc này mọi người đã sợ ngây người chỉ có lý vị ương trong lòng cười lạnh tưởng hút đúng là biết diễn kịch. Tưởng hút quỳ trên mặt đất, khóc trống lên, bệ hạ, con không dạy được là lỗi của cha. Vi thần sinh ra loại nghiệp tử cuồng vọng này, dám chống đối bệ hạ, vi thần thật sự không thể để tâm đến tình cảm phụ tử, nó tội ác tày trời nên chém đầu, xin bệ hạ giáng tội. Một quan viên nhất phẩm đã hơn 40 tuổi, vừa dập đầu vừa rơi lệ, người khác nhìn thấy trong lòng cũng dâng lên chua xót, sắc mặt hoàng đế lại chậm rãi thay đổi. Trên đời này, dù sao không chỉ có một mình Lý Tiêu Nhiên thăm dò được tính khí hoàng đế, ngay tại lúc tưởng hút muốn giết con để tạ tội, hoàng đế đã thay đổi chủ ý. Thu lại câu ban chết đang chuẩn bị ra miệng. Lý Vị Ương nhìn thấy khóe miệng hoàng đế rủ xuống, phát hiện biểu cảm đằng đằng sát khí trên mặt ông bất giác biến mất, nàng chớp chớp mắt, đáng tiếc tình cảnh này không tới phiên mình nói chuyện, bằng không châm ngòi hai ba câu, làm tưởng gia trả giá lớn bằng máu cũng không phải không có khả năng, dù sao. Nàng không thể, nhưng chưa hẳn Liên Phi không thể. Cho nên Lý Vị Ương kịp thời liếc mắt ra hiệu cho Liên Phi. Liên Phi bỗng chốc phục hồi lại tinh thần, bệ hạ, hay là tha cho thiếu tướng quân đi. Người xem, chinh tây tướng quân đã cầu xin như vậy, dù sao thiếu tướng quân cũng là một vị anh tài hiếm có, giang sơn bệ hạ còn phải dựa vào bọn họ bảo vệ, tội gì tổn thương trái tim bọn họ chứ, tưởng hút vừa mới thả lỏng tâm tình, bỗng chốc lại căng thẳng lên. Ông ngẩng đầu nhìn chầm chầm Liên Phi, trong mắt mơ hồ toát ra sự căm hận. Hoàng đế chán ghét nhất loại chuyện thần tử có công kiềm chế thiên tử, ông nghe như vậy, đầu tiên là nhíu mày, sau đó nhìn thoáng qua cần cổ bị xước của Liên Phi, bên trên còn dính vết máu. Vô cùng thương tiếc, tâm tư vốn muốn buông tha tưởng nam lại thay đổi, ông lạnh lùng nói, trẫm lại muốn xem, thiếu ngươi anh tài trong trời đất, giang sơn của trẫm có đổ hay không? từ hôm nay trở đi tước bỏ quân hàm tướng quân tam phẩm của tưởng nam vĩnh viễn không bổ nhiệm về phần tưởng húc ngươi dạy con không nghiêm cũng phải chịu phạt từ chinh tây tướng quân nhất phẩm giáng xuống tam phẩm phạt bổng lộc ba năm giao trách nhiệm đóng cửa suy nghĩ một năm đại ấn của ngươi lập tức giao cho cao tiến đi đi trong mắt liên phi tràn ngập sự thất vọng vô hạn vì sao hoàng đế vẫn không chịu giết chết người tưởng gia chỉ gián quan phạt bổng lộc. Vì sao? Ánh mắt nàng chuyển về phía Lý Vị Ương, thấy đối phương nhẹ nhàng lắc đầu, Liên Phi ngẩn ra, lập tức cúi đầu, sợ bị người khác nhìn ra sự khác thường trong lòng. Lý Vị Ương thở dài một hơi tận đáy lòng, nếu Liên Phi làm theo lời nàng, hôm nay đã có thể nhổ tận gốc tưởng gia, bởi vì một tòa nhà không mang lòng thần phục nói rõ vấn đề hơn xa báo sai quân công trong mắt liên phi cái gọi là tội danh làm hơn một ngàn người mộ dung thị vô tội ủng mạng. Ở chỗ hoàng đế, thực ra không đáng giá một văn tiền. Nếu không có mấy câu nói của Lý Tiêu Nhiên, cây gậy của hoàng đế sẽ chỉ dơ lên cao rồi nhẹ nhàng hạ xuống, tưởng gia sẽ không bị xử phạt gì. Hôm nay hoàng đế xử phạt, căn bản không phải vì bị đặt sự thật, báo sai quân công, mà là vì ông ta bị kinh hoảng do ám sát. Để cho mọi người biết, nếu ai mang phiền toái đến cho hoàng đế, ông ta sẽ không để cho đối phương được thoải mái. Cũng may, mặc kệ thế nào, đối với tưởng nam mà nói, con đường sĩ đồ của hắn đã triệt để đi đời. Mà đối với tưởng hút, đóng cửa suy nghĩ một năm, tương đương hoàng đế lấy đi 20 vạn binh quyền trong tay hắn, quay đầu lại giao cho xạ kỵ tướng quân cao tiến. Đối với tưởng gia, đây là một đả kích lớn. Bọn họ có miệng mà nói không nên lời, dù sao Tưởng Nam liên lụy hoàng đế gặp chuyện không may, tội danh như vậy, hoàng đế không giết hắn đã là ngoại lệ khai ân rồi. Lý Tiêu Nhiên chỉ nhẹ nhàng nói mấy câu, đã buộc Tưởng gia giao ra 20 vạn binh quyền để giữ lại Tưởng Nam, bọn họ còn phải chấp nhận. Cho dù 20 vạn quân đội là Tưởng gia dựa vào nhiều năm quân công bảo vệ giang sơn cũng phải nhường ra ngoài. Lý Mẫn Đức nhìn xem tất cả, cười lạnh. Nghĩ thầm hiện giờ trong tay tưởng quốc công chỉ còn lại 30 vạn quân đội, thế lực bỗng chốc bị mất một nửa, đủ để tưởng gia nghẹn khuất một trận. Nhưng mà, vốn có thể đẩy bọn họ vào chỗ chết, chỉ tại liên phi nhiều chuyện mà hỏng mất cơ hội vô cùng tốt này, hắn vẫn cảm thấy tiếc hận. Lý vị ương cũng tiếc hận, nhưng nhìn thấy ánh mắt của cha con tưởng gia như nuốt phải rùi bọ, còn cả tưởng nam chảy một mảng máu lớn, nàng thấy cảm giác này. Cũng không tệ cha con tưởng gia bị hoàng đế trừng phạt không thể không quỳ xuống tạ ơn lúc ra cửa thân hình cao lớn của tưởng hút lay động nếu không phải tưởng nam tay mắt lanh lẹ vội vàng đỡ lấy suýt nữa đã ngã lăn xuống mặt đất tưởng hải cùng những người tưởng gia khác chỉ có thể trơ mắt nhìn bởi vì hoàng đế lệnh cho hai người ra ngoài mà những người khác còn phải ở lại loại giày vò này khó chịu hơn bất cứ điều gì tưởng hải đỏ hai hốc mắt nhìn xuống sự phẫn hận trong mắt bước ra khỏi đại điện trong lòng tưởng hút dân lên sự thê lương vô cùng, khóe mắt co rúng, giọng khàn khàn, buông ta ra. Lời này là nói với tưởng nam, tưởng nam giật mình nhìn ông. Ngay sau đó, tưởng hút gian nan hoạt động hai chân, bước tới màn mưa đầy trời, sau đó vén gốc áo dài, thông thả mà kiên điện, quỳ gối ở quảng trường trước đại điện. Tưởng nam vội vàng bước lên đỡ ông, phụ thân. Người làm gì vậy? Nghiệp chướng. Người biết cái gì? nếu không phải vì ngươi, tưởng gia ta cớ gì phải chịu nhục. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Bớt kêu bớt nóng. Ngươi thì sao? Cho rằng mình rất giỏi. 20 vạn quân đội, ngươi cũng biết vì số đó chúng ta đã cố gắng bao lâu. Tất cả đều bị hủy trong tay một mình ngươi. Tưởng Nam làm sao không thấy nghẹn khuất muốn chết, thấp giọng nói, người quỳ ở đây, không tội cũng thành có tội, mau đứng lên đi, bệ hạ sẽ không vì cái quỳ này mà tha thứ cho chúng ta, còn bị người khác chê cười. Ngu xuẩn. Tưởng hút ngẩng đầu, tóc mắt mũi miệng tất cả dính đầy nước mưa, nhưng ánh sáng trong đôi mắt lại tỏa ra bốn phía. Ánh lên sự phẫn nộ, lạnh lùng nhìn con trai của chính mình, nếu muốn tưởng gia mất trong tay ngươi, vậy ngươi cứ đứng. Nước mưa rất lớn, tưởng nam bất đắc dĩ quỳ xuống cùng tưởng hút, chỉ chốc lát sau cảm thấy cả người ướt đẫm, vô cùng khó chịu trong cơn giận dữ nói, phụ thân. Người quỳ, con quỳ cùng người là được. Nhưng mà con không sai. Cũng tuyệt đối không nhận sai. Loại nghẹn khuất này, cả đời hắn chưa từng phải chịu, nhưng hắn chỉ có thể nắm chặt hai tay, răng nanh nghiến ken két. Hắn không biết mình sao lại xui xẻo như vậy. Từ đâu nhảy ra con cháu mộ dung thị, mọi chuyện vốn đang hoàn hảo, sắc mặt hoàng đế bỗng đảo lộn. Lúc này, bầu không khí trong điện sắp ngưng trệ, ngoài điện lại mưa gió mãnh liệt, gió bắt kết hợp cùng tiếng rít gào bén nhọn từ bốn phương tám hướng vuốt nhẹ lên cửa sổ đại điện, phát ra tiếng động làm người khác khó chịu. Yến hội trong đại điện cũng tiến hành không nổi nữa, hoàng đế vẫy tay, tan đi. Mọi người như được đại xá, nhìn hoàng đế cùng hoàng hậu rời đi, những người khác cũng theo rời khỏi đại điện. Ngoài điện lúc này đang mưa to tầm tã, trải qua yến hội kinh tâm động phách này, trong lòng mỗi người nặng trịch ngay cả ô trúc thái dám chuẩn bị trước cũng không cần đầu trần rời đi người khác không cần ô nhưng lý trường nhạc cần nàng sợ mặt nạ bị phá hủy cố gắng dơ ô nhưng mà bên cạnh đều là người nhà khác nha đầu của mình không được phép tiến vào đại điện chỉ chốc lát sau nàng đã bị đẩy ngã trái ngã phải nhưng hiện tại đi tìm người tưởng gia cũng không thấy đâu chỉ còn lại nàng cùng tưởng nguyệt lan theo dòng người đi ra ngoài đến bậc thầm Tôn Duyên Quân đang chờ ở cửa, Lý Trường Nhạc lạnh lùng nhìn chầm chầm nàng, ngẩng cao đầu đi qua, Tôn Duyên Quân càng nhìn càng thấy không vừa mắt, duỗi chân ngán đường Lý Trường Nhạc, Lý Trường Nhạc không ngờ đường đường thiên kim tướng quân lại làm loại chuyện này, hét lên một tiếng, trước mặt vô số người lăn từ trên bậc thềm cao xuống đất. Hôm nay mọi người đã bị kinh hoảng vô số, đâu ra sức lực chịu thêm gì nữa, ai ai cũng sợ hãi dừng chân, cho rằng lại phát sinh chuyện gì đáng sợ. Nhưng mà, chuyện làm bọn họ sợ hãi không phát sinh ngược lại thấy lý trường nhạc một mình từ bậc thềm lăn lông lốc không ngừng như quả cầu tròn xuống đất ô bật ra phân thành bốn năm mảnh các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện a à, thật đáng sợ một vị phu nhân kêu thét lên sau đó bà chỉ vào lý trường nhạc như nhìn thấy một con quỷ đáng sợ tất cả nhìn theo ngón tay bà sau đó mọi người ngay ra Lý Trường Nhạc bị ngã gần như lục phủ ngũ tạng cũng muốn rơi ra, lại giữa màn mưa mờ mịt nghe thấy có người kinh hoàng hét chói tai, nàng bỗng chốc bừng tỉnh. Bất chấp đau đớn, vội vàng sờ mặt, mặt nạ vẫn còn đây, đúng lúc này, nàng đột nhiên thấy trên đất có một đống đen tuyền, trái tim dần chìm vào vực sâu không đáy, trước mặt hơn một ngàn người, trước mặt tất cả quan to quý nhân kinh đô, đại tiểu thư Lý Gia Lý Trường Nhạc xinh đẹp như thiên tiên từ trên bậc thềm lăn xuống, dung mạo xinh đẹp không chút thay đổi nhưng một đầu tóc đen đẹp để lại rơi xuống đất dính nước bùn lộ ra cái đầu không chỉ trống trơn mà bên trên có vô số vết sẹo cùng dấu vết thối rửa một tia chớp làm sáng cả bầu trời cảnh tượng đáng sợ như vậy hiện ra trước mắt mọi người bệnh chốc đầu bệnh chốc đầu một phu nhân vốn không thấy rõ ràng chỉ cho rằng lý trường nhạc không có tóc nhưng tia chấp kia đã chiếu rõ cái đầu đáng sợ của Lý Trường Nhạc, phu nhân đứng gần nhất hét lên một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Tưởng Hải chen giữa mọi người chạy tới, cởi áo khoác ngoài che lên đầu Lý Trường Nhạc, nói, cúi đầu. Tưởng Nguyệt Lan vội vàng đi lại, tưởng Hải giao Lý Trường Nhạc cho nàng, còn không mau đi. Mọi người há hốc mồm nhìn cảnh này, quả thật không tin được hai mắt mình, đại tiểu thư xinh đẹp của Lý Gia, hói đầu cũng thôi đi, sao có thể là đầu đầy sẹo có sẹo thậm chí bắt đầu thối rửa chảy ra máu đen thật đáng sợ mọi người nghị luận ào ào lý tiêu nhiên đã mất mặt đến cực điểm bước nhanh đến chỗ hai người lạnh lùng nói còn đứng ở đây dọa người sao nói xong ông vội vàng rời khỏi cung tưởng nguyệt lan không dám nhiều lời nhanh chóng dẫn lý trường nhạc rời đi rốt cuộc có người phát ra tiếng cười sự buồn cười như bị truyền nhiễm rất nhanh truyền khắp dưới sự tiếc hận của các nam nhân cùng vui sướng khi người khác gặp họa cùng chán ghét của các nữ nhân. Tôn Duyên Quân cũng vô cùng kinh ngạc, nàng vốn chỉ định làm lý trường nhạc xấu mặt, nhưng vừa rồi, nàng rõ ràng đã vạch ra một bí mật. Thác bạc duệ lẫn trong đám người, nhìn thấy cảnh tượng kia rõ ràng, gần như muốn nôn quẹ Hắn thấy có một đoạn màu trắng nho nhỏ gì đó, hình như là dòi bọ đang động đậy, quả thật làm hắn muốn nôn cả cơm đêm qua ăn ra thật ra tất cả mọi người không biết, đó không phải là dòi bọ, mà là ngân tuyến trùng tưởng thiên đặt lên để hấp thụ máu đen tránh cho vết thương của Lý Trường Nhạc chuyển xấu. Nhưng theo Thác Bạc Duệ thấy, hai thứ này chẳng khác gì nhau, hiện tại hắn chỉ mong nhanh chóng rời khỏi đây, rời khỏi tiệp tối ác mộng, nữ thần xinh đẹp nhất trong lòng hắn đã trở thành ác mộng đáng sợ. Thác Bạc chân lạnh lùng nhìn, trong mắt không một tia dao động, thậm chí không hề có ý định đi lên hỗ trợ, hắn chỉ muốn biết, buổi yến hội hôm nay rốt cuộc có liên quan gì đến lý vị ương không không biết vì sao hắn chung quy cảm thấy trong đó có mối liên hệ gì đó bằng không sao giải thích được bức họa vốn nên là lý vị ương lại biến thành võ hiền phi nàng nhất định biết điều gì đó nhất định là vậy điều này làm trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc đồng thời cũng tạo ra sự run rẩy khó diễn tả thành lời nữ tử này vì sao không thể để cho hắn sử dụng Đúng lúc này, thái tử đi tới bên cạnh hắn, tam đệ đừng quá thương tâm. Trên mặt thác bạc chân đầy bi thương, hoàng huynh. Đệ thật sự không ngờ, kiến hội sẽ biến thành dạng này, mẫu phi người. Thật là đáng tiếc, sợi dây võ hiền phi đã bị chặt đứt hoàn toàn. Thái tử thở dài, ta biết đệ cùng võ hiền phi tình cảm thân thiết, hiện tại hiền phi có kết cục này, phụ hoàng cũng quá nhẫn tâm, tin lời nói đạo sĩ kia. Thác bạc chân cúi đầu, như thể đang bi thương một câu cũng không nói nên lời. Thái tử vỗ vai hắn, ta sẽ nghĩ cách, hy vọng phụ hoàng không trách tội đệ. Thác bạc chân thở dài, hiện tại, đệ chỉ có chỗ dựa là hoàng huynh. Thái tử gật đầu, yên tâm, không chỉ riêng ta, còn có mẫu hậu đều sẽ nói giúp đệ. Sẽ không để phụ hoàng giận cá chém thớt, đệ yên tâm, mọi chuyện giống như trước, tuyệt đối không thay đổi. Thác bạc chân đương nhiên biết đây là lời an ủi, hôm nay hoàng đế gả cháu gái vĩnh ninh hầu cho thác bạc duệ đã là cảnh cáo hắn theo hoàng đế thấy ông giết võ hiền phi mình nhất định sẽ ghi hận trong lòng cho nên hoàng đế trước tiên đoạt lấy trợ lực của hắn phụ thân này thật đúng là máu lạnh vô tình lại ngang ngược xem ra mọi chuyện phải mưu đồ lại một lần nữa thác bạc chân buông mắt xuống đầu óc xoay chuyển rất nhanh nhưng tại sao gương mặt của lý vị ương vẫn quay trong đầu hắn vì sao hiện tại khuôn mặt nàng lại càng rõ ràng hơn lúc này thất hoàng tử thác bạc ngọc đang tìm kiếm lý vị ương khắp nơi muốn hỏi rõ nàng một chuyện nhưng đã không thấy bóng dáng đối phương trong thiên điện cách đó không xa lý mẫn đức đứng dưới hành lang nhìn màn mưa bên ngoài như đang xuất thần trong điện chỉ có hai người liên phi một thân hoa phục cùng lý vị ương trên mặt liên phi tràn đầy bi thương nàng nhìn lý vị ương gần như nói không ra lời lý vị ương thấy nàng như thế trào phúng nở nụ cười thế nào hối hận sao cảm ơn các bạn đã nghe hết video này đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh nhà đọc truyện để nghe những video mới nhất nhé